Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món cánh gà chiên mọi người. Cánh gà chiên dầu mọi người với bánh canh sườn mọi người. Bánh canh thịt sườn với dưa leo cải mọi người. Với bánh bằm mọi người, bánh bằm dưa leo chấm nữa. Chấm miệng có cái chuối mọi người. Nãy tôi đang xin cái số trứng này nè. Nhà nước uống có đậu nành, đậu nành chả này. Đây mọi người cũng chín luôn nè, cũng chín trứng gà luôn nè, trứng gà chiên nè, gà chiên dầu. Con này bánh tằm luôn nè, bánh tằm cho nước mắm, bánh tằm dưa leo luôn nè. Bánh canh bánh canh thịt sườn với dưa leo bắp cải với đậu tàu nãy chuối mà chuối đã xiên với chuối chín mà chân thông mọi người, chân thông mọi người xem cây sở mọi người, sở đậu nành mọi người. Ly trà đá mọi người, trà thông tuyết Mộc Châu mọi người. Nước tương mọi người, nước tương chanh ớt mọi người, nước tương chanh ớt, nước mắm mọi người, nước mắm màng mọi người, nước mắm chanh hỏi ớt mọi người. Bổ mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cảm ơn mọi người.
gì đấy á, đồ ăn cũng ngon, tất cả chân gà nó quá nhỏ bán được lắm anh, chân gà lúc thương lắm, lúc thương thẳng á, chặt khỏe không biết khỏe không, nó nằm ngang, đứng bè ra, nhìn đó. Đạp có 50 ngàn đó. Đây ăn nhậu cũng được cái cặp á, cũng là đấy cũng có lắp vậy, làm ăn không rồi cũng đi ngon rồi. Thank you.
giờ mình nói ăn là hết sảy. Hết sảy cũng bà bảy. Nguyên giờ cây các cái giờ vào mình ngọt nguyên đồng hồng đó. Ngon không? Chúng ta nó làm vậy đó mà. Có thể là nó từ mầm, nó từ màn với mấy nó thấp nè. Để cho nó ăn chan mà như thế thôi. Má má mình thì nó mới ăn chan ra như vậy. Nếu đó là bên cạnh những cái trắng đó. Không phải bên cạnh trên nữa mà. Bên cạnh trên là sao này. Này để nước giờ, nước cấp giờ. Nước cấp giờ. Hãy bây giờ cầm những đầu hỏng vô. Cùng những bạn đầu hỏng rồi đẩy sang này. Giờ đó cho tôi vô cầm nước cấp giờ. Chắc chưa leo lên. Nó giá mà. Đó giờ, nó sống. Như là nó có vừa tập cho anh Tùng. Hàng ngay hấp nước nữa. Nó béo quá, nó cực vừa á. Gà béo. Chúng ta rất ngọt. Bánh làm ăn ngọt mà ai ăn cũng quen cảm giác nó ngọt mà tại vì ăn quen hết làm cái con gà các cơ phải cái dĩa này mở lên chứ cơm thì nhìn gà nó tạo đẩy rất từ đồ này nè đó tôi ăn tương ớt nè tập tương ớt rồi cộng tương với cơm nè ăn đúng không sạm thêm kém nữa mà đó cuối tuần em không dễ uống pha mà pha thợ hay sao bán nghề uống nè bán thầy dung nhưng mà có thể lâu lâu nghe em nè ăn hoài nó có thể cứ lại nhiều thêm nè tự nhiên em nè đó ở phòng mình chắc đây là quê ông giải nè chỗ ông để ăn muốn ăn giờ nào cái đúng mặt giờ đường có thì có bán cho nên nhiều cái khó đói mà đồ trước mình ăn vậy hai ba giờ sáng cũng có người bán
mời thầy mình tầm ăn ăn khuya á là 10-11 giờ mà không có được cái kém gì, nhưng mà cũng có người ăn mà không được qua lại. Chắc khi nào ăn qua 12 giờ, 12 giờ tối thì qua 11 giờ thì chuyện bình thường luôn. Qua tính người đó rồi đó, không biết làm gì nữa. Đó cũng để kiếm nhiều bạn giờ anh dài rồi đâu qua thì không có thời gian nữa thôi. Nếu như mà tầm rồi mà học phổ thông nữa mà đó tuổi đó thì còn thấp mà mấy cả đi ra tham nữa là sinh viên mà còn quan tâm thì mình phổ thông thì mình còn trẻ mà trẻ người nữa. Thế thì thấy bạn mình tôi giống như thấy mẹ đấy, thấy là ai thấy tâm tâm còn sao tất nhiên thì quan tâm các bạn mà làm sao mà còn già thì không thấu luôn, không làm luôn, không được rồi. Hồi đó thì coi cách ăn mặc để chơi tóc cao mà cho đẹp trai ngồi gọi đó. Còn giờ cũng quan tâm tới mấy em gái thôi. Chỉ có nhiều chương trình giải trí mà không mà để thực tế như thế. Hồi đó mà người thấy nó cũng gọi là chưa có rèn rũi như giờ đâu nha. Hồi đó mà trong ngày chút ô nắng quá nắng quá nắng quá đen hết luôn rồi, đen da hết là chút có than mệt luôn rồi, chứ không phải lăn xả như người thấy giờ luôn rồi. Thế lắm rồi sao cái có chương trình nữa mà mới thật là một phút 30 giây đúng rồi. À, anh biết đâu chương trình đó nè, nó bắt đầu giống như là dành gỗ chứ người dân hơn mà chúng đó là giống như quyền dân đi trên không luôn nè. Vì sao này nó có chương trình thực tế mà cha thể người sĩ rồi chứ bây giờ là chơi mà chơi ăn cả chơi hết lần luôn nè. Bây giờ tôi uống mà vui là tôi uống người phải chơi phải vui làm sao cho ấy mà đây là cùng rồi không có mấy người đó theo cấu hà nữa mà cái lúc đó trước đó nữa là chưa quá mình kể mà dạy hơn nữa mình nói tiếng nói đó là ổng ra ổng nào đâu mà làm động ngón tay không không làm động ngón tay mà kể vậy đó rồi. Còn giờ chủ yếu là nhận đổi nè.
cơm ngon mà. Nói là dân nắng lên thôi luôn rồi. Thì cái chương trình đó mình thấy là ai mà đưa chương trình có con dê ở đó mà từ giờ mình như nó về nó nổi lên cái tên đó mà. Bây giờ là dân nắng lên thôi chứ không phải giống như người sĩ đó luôn rồi. Gia đời người kia đang kia là cũng cái bồng đó luôn rồi. Rồi nào cái chân luôn rồi. Thì cũng mất mất. Thấy luôn, mình tạo nắng, tạo đen, tạo này kia. Cơm ngon rồi. À, chào làm đêm mọi người nhé. Chúc mừng người có một buổi tối thật là ngon mẹ. Giờ có một đêm là vui vẻ. Thì sẽ được phú nhận ba nhân vật.